Mới đây, cư dân mạng xôn xao câu chuyện người chồng bắt tại trận vợ mình ngoại tình. Theo đó, thì anh đã bắt được tại trận tại một nhà nghỉ, thế nhưng người vợ liên tục ra sức giằng co, nhất quyết ngăn cản chồng không cho tiến vào để xem ai đang trốn phía trong. Được biết thì vốn nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng, nên người chồng đã theo dõi và phát hiện vợ đến nhà nghỉ cùng nhân tình. Đang nói là trước khi đi thì người vợ còn nói với chồng là mình đi làm tăng ca. Trước cửa phòng nhà nghỉ thì người đàn ông liên tục gõ cửa, yêu cầu vợ mở cửa. Nghe giọng là cô biết ai rồi đấy, cô làm gì ở đây tôi biết hết, mở cửa ra cho tôi, người chồng nói. Phải mất một lúc sau thì khoảng thời gian chần chừ, người vợ mới chịu ra mở cửa. Khi cửa phòng bật mở thì người chồng bước vào chất vấn vợ làm gì ở đây, thì cô lại quay ngoắt đi, che mặt lại và tiếp tục nói rằng không có ai ở đây. Không có ai á, áo ai kia, cô đi tăng ca như thế này á, bỏ ra để tôi vào, anh chồng lên tiếng. Trong khi đó thì người vợ liên tục đẩy chồng ra phía cửa và không cho bước vào trong phòng. Hiện thì vẫn chưa rõ cái kết của màn bắt quả tang vợ tại nhà nghỉ này đã sao. Song thì điều đáng nói là trong suốt những quá trình thì người chồng vẫn giữ được bình tĩnh và không động tay động chân với vợ của mình. Không hề có một lời chửi bới hay văng tục. Cô làm gì ở đây? Tôi đều biết hết. Cô mở cửa ra thôi. Cô có mở không? Tôi đạp cửa ấy. Mở không? Mở cửa ra. Mở. Mở ra không có nguyên đâu. Mở. Mở ra. Tôi đạp ấy, đạp cửa ấy. Mở ra. Cô làm gì ở đây? Tôi biết hết rồi, cô làm gì ở đây, mấy ai ở đây? Không có ai cả. Không có ai á? Có đúng là không có ai không? Áo ai kia? Đâu ạ? Áo ai kia? Sao cô đi làm mà cô vào đây? Cô đi tăng ca như thế này á? Hả? Không có ai. Cô đi làm mà cô tăng ca như này? Bỏ ra tôi vào. Cô có ra không? Không có ai, không có mình em thôi. Mỗi mình em thì cô đi ra. Áo ai kia? Sao mỗi mình em lại cô... À, có áo của ai kia? Thấy nữa. Cái áo của ai đâu ạ? Không. Cái kính nữa của ai? Cô làm gì có kính kia? Sắc của ai? Thế sao cô bỏ ra? Sao cô bảo cô đi làm tăng ca cô lên đây tôi theo dõi hết rồi? Thì tăng ca Covid như thế này nhỉ? Covid thì... Không Covid thì mà lên đây mà ngủ. Covid thì đi về nhà, Covid mà chạy lên đây nhá. Cô đi ra không? Không bình tĩnh. Làm gì có ai không, đâu, có mỗi mình em thôi. Mỗi mình em thì để tôi vào. Tôi theo dõi hết rồi, cô đi ra. Nếu mà đúng không có ai. Dù chưa biết câu chuyện có kết cục sau đó như thế nào, nhưng cộng đồng mạng đã dành rất nhiều lời khen cho thái độ được cho là văn minh của người chồng.